Review chuyển sinh thành liễu đột biến chấp 282. Màn sáng màu xanh lam của Viu Nhĩ tạo ra là một thông đạo thời không được hình thành từ sức mạnh từ trường cùng với một lượng linh lực khổng lồ. Các nhà khoa học trong bùng quan sát, chứng kiến thành công rực rỡ của thí nghiệm, không giấu nổi niềm vui sướng và phấn khích. Nhìn vào thông đạo trước mặt, Viu Nhĩ trầm ngâm suy nghĩ, mặc dù đã nắm vững toàn bộ nguyên lý, nhưng vẫn không thể kiểm soát được kích thước và hình dạng của lỗ hổng như mong muốn chợt từ phía sau dị thụ ngu tử du xuất hiện ánh mắt sắc bén cũng hướng về thông đạo dị thụ mỉm cười nói có vẻ như thí nghiệm đã bước vào giai đoạn quy mô rồi nhận thấy dị thụ ngu tử du xuất hiện vưu nhĩ thân là thuộc hạ dưới trướng lập tức quỳ một gối cúi đầu một cách trang nghiêm và kính cẩn nói thần thụ dị thụ hướng ánh mắt về phía vưu nhĩ trầm ngâm hỏi cần bao lâu nữa để khiến thông đạo có thể ổn định vưu nhĩ với vẻ cung kính hướng ánh mắt về thần thụ ngu tử du và đáp nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ chỉ cần hai năm là đủ. Dị thụ nhíu mày ngạc nhiên hỏi hai năm mất lâu như vậy sao? trong lòng hắn không khỏi lo lắng thế nhưng một năm nữa đại đế sẽ tiến đến. Dị thụ hướng ánh mắt sắc bén về phía vưu nhĩ giọng nói mang theo sự nghiêm nghị ta chỉ cho ngươi tối đa nửa năm. vưu nhĩ với vẻ mặt có phần bối rối chậm rãi nói chỉ có nửa năm thôi sao? hắn vừa mới đề xuất thời gian hai năm đã là mức tiến độ nhanh nhất mà hắn cân nhắc cẩn thận vậy mà chủ nhân của hắn lại đưa ra yêu cầu phải hoàn thành hạng mục nghiên cứu này trong vỏn vẹn nửa năm sự chênh lệch ấy khiến tâm trí hắn rối bời cảm giác áp lực dâng trào đoán được tâm tư của viu nhĩ dị thụ tiếp lời sau đó ta sẽ nhờ một người có khả năng sử dụng không gian hỗ trợ cho người ngươi hãy hoàn thành mọi việc nhanh chóng nhất có thể trong phòng quan sát một nữ tiến sĩ kinh ngạc thốt lên nhưng ngay cả như vậy chúng ta vẫn cần ít nhất một năm thời gian vị nam tiến sĩ đứng bên cạnh không ngần ngại bày tỏ thêm một năm mà thậm chí cả thời gian để tiến hành kiểm tra cũng không có vưu nhĩ nhíu mày vẻ mặt đầy nghi hoặc quay về phía dị thụ hỏi chủ nhân ta không thể hiểu nổi ngài đã nắm giữ chín không gian và còn có khả năng làm vỡ hư không vậy tại sao vẫn cần phải phát triển thêm không gian mới dị thụ lên tiếng giải thích điều này không giống nhau một khi thông đạo không gian được mở ra nó sẽ ngay lập tức dẫn dắt quân đội tới vị trí cần đến ngược lại chín đại không gian và hư không lại phải phụ thuộc vào tốc độ di chuyển nhanh chóng của chúng ta để tới được đích hơn nữa, một khi ta bị vướng vào cuộc chiến với tướng đối phương, ngươi cũng có thể dựa vào thông đạo thời không. Để tổ chức lại, khởi xướng cuộc tấn công hoặc phòng thủ. Chúng ta chỉ còn lại một năm nữa, vì vậy các ngươi phải tận dụng thời gian. Sau một năm nữa, kẻ thù sẽ đến. Vưu Nhĩ, sau khi nắm rõ mọi khía cạnh của câu chuyện, hướng ánh mắt về phía dị thụ và nói, ta sẽ trở lại xã hội loài người một lần nữa, để triệu tập tất cả những nhà nghiên cứu ưu tú trước đây đến đây. Dị thụ với giọng điệu của một nhà giàu mới nổi, tự tin tuyên bố, cứ đi đi. Ngươi cần bao nhiêu nhân lực và tài nguyên, ta đều có thể cung cấp cho ngươi hết." Vưu Nhĩ cung kính hồi đáp, "Vâng." Phượng Hoàng cất lên một tiếng gọi vang vọng, hướng về phía dị thụ mà bay tới. "Chủ nhân, có một dị thú mới gia nhập muốn thông báo cho ngài biết." Dị thụ ngu tử du vẻ mặt nghi hoặc hỏi, "Hử, ai vậy?" Ngu tử du vừa dứt lời, một con quạ đen bay lượn về phía cây dị thụ, sau đó nó hạ cánh nhẹ nhàng trên thân cây dị thụ, ngu tử du chú ý đến bảng thông tin hệ thống hiện ra trước mắt thì ra đây chính là phân thân của một con huyết nha cảnh giới siêu phàm tam dài dị thụ ngạc nhiên thốt lên đây chẳng phải là con huyết nha mà chúng ta đã gặp trước đó sao hơn nữa còn chỉ là một phân thân thôi phượng hoàng lên tiếng giải thích ta dự định sẽ xuống hạ giới một chuyến khiến mẫu thể của huyết nha bị trọng thương để cho phân thân này có thể hấp thụ sức mạnh từ chủ thể nhằm biến hắn thành chủ thể thật sự về sau hắn chắc chắn có thể gia tăng chiến lực cho mê vụ đại sơn đến lúc đó dựa vào năng lực phân thân của huyết nha chúng ta lúc nào cũng có thể biết được tình hình ở từng góc trên trái đất. con huyết nha cất tiếng nhất trí với suy nghĩ của phượng hoàng nói với dị thụ cái này thì ta đã nghĩ đến sau này sẽ dễ dàng biết được mọi chuyện ở từng ngóc ngách của trái đất. nghe thấy kế hoạch của hai con dị thú ngu tử du gật đầu hài lòng tốt cứ làm theo những gì các người đã bàn. không gian trước mặt bị dị thụ xé toạc mở ra một thông đạo không trần trừ phượng hoàng vút mình bay vào trong tiến về trái đất thấy huyết nha vẫn đứng yên không có động tĩnh gì dị thụ ngạc nhiên hỏi ngươi không sao chứ huyết nha khẽ nghiêng đầu đáp lại dị thụ khi mẫu thể bị thương nặng toàn bộ sức mạnh sẽ chuyển dồn về phân thân mạnh nhất bây giờ ta cứ yên lặng đợi là được ở tại địa cầu những người nông dân đang miệt mài thu hoạch lúa bỗng một lão nông dừng tay ánh mắt đam chiêu hướng lên bầu trời như thể vừa phát hiện ra điều gì khác thường bầu trời trong xanh bỗng chốc bị phủ bởi một đàn quạ dày đặc như thể đang báo hiệu một thảm họa sắp ập xuống những người nông dân đang chăm chỉ cày cuốc ngay lập tức dừng lại nét mặt họ lộ rõ sự kinh ngạc và lo lắng đặc biệt vị lão nông đầu tiên nhận ra hiện tượng kỳ lạ này giờ đây chỉ biết đứng nhìn hàng trăm thậm chí hàng nghìn con quạ bay lượn trên cao khiến lòng người không khỏi dựng gáy bầu trời lúc này u ám với những con quạ bay lượn đôi mắt sắc lạnh và nét mặt đầy hung tàn mỗi nơi chúng qua xác chết chất đống dưới mặt đất chỉ còn lại những bộ xương trắng héo đã bị ăn sạch đến không còn một mảnh thịt những con quạ dừng chân trên những bộ xương ấy, tạo nên một cảnh tượng rùng rợn, giống như một phiên bản địa ngục giữa trần gian. Đám quạ này thực chất đều là phân thân của huyết ô, dù cảnh giới của chúng không cao, nhưng số lượng đông đảo khiến chúng trở nên đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực như máu bộc lộ rõ bản chất tàn ác và khát máu. Hơn nữa, loài quạ vốn đã gắn liền với biểu tượng của cái chết, nơi chúng bay qua dường như mang theo cả sự u ám và tử khí. Lúc này tại tổng bộ liên minh 10 nước, Bên trong tổng bộ, không khí căng thẳng tràn ngập khi các kỹ thuật viên gấp rút thông báo rằng một đàn quạ đang tấn công một thành phố, người dân nơi đó đã bị thảm sát hoàn toàn. Tiếp đó, một người lên tiếng hỏi tiểu đội được phái đi tiêu diệt bọn chúng đâu, người bên cạnh đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng, toàn bộ tiểu đội được phái đi đều đã bị giết rồi. Tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng, nhất là khi con quạ dẫn đầu là một sinh vật siêu phàm tứ giai, gần như đã đạt tới cấp 10 của những đại hung thú trên thế giới. Bỗng biểu cảm của cô gái kỹ thuật viên biến sắc, nhìn lại trên máy dò quét linh lực đang có một cái chấm đỏ lớn xuất hiện nó biểu hiện cho việc có một luồng linh lực mạnh đang tiến tới gần huyết nha vị tổng chỉ huy lập tức ra lệnh phóng lớn hình ảnh ra ngay lập tức hình ảnh của con phượng hoàng từ trên mặt trăng hạ cánh xuống trái đất xuất hiện trước mắt mọi người vị tổng chỉ huy với vẻ mặt kinh ngạc và đôi mắt mở lớn thốt lên đó chính là hung thú đứng thứ hai trên đại lục lúc này tại huyết nhai phong nơi tụ tập của đám huyết ô những mỏm đá lớn bị đám huyết ô đục khoét làm thành cái ổ cư trú cho riêng mình Phượng Hoàng giờ đây đã xuất hiện tại đây, theo đúng kế hoạch đã định, nó sẽ bắt tay vào nhiệm vụ tiêu diệt con mẫu thể huyết nhai. Trong từng cái lỗ đen trên tảng đá, vô số con mắt đỏ rực của bọn huyết ô phát sáng như những ngọn đuốc trong đêm tối, chúng như đang rình rập, chờ đợi từng động tĩnh của kẻ nào đó có ý định xâm phạm lãnh địa của mình, vẻ mặt cảnh giác. Không hề có dấu hiệu trước, cuộc chiến bùng nổ bất ngờ. Một con huyết ô bị Phượng Hoàng tấn công, rơi xuống đất và tạo nên một cú va chạm mạnh mẽ, khiến toàn bộ khu vực xung quanh bị tàn phá, khói bụi cuồn cuộn bay lên mù mịt. Con mẫu thể huyết nhai tuy là quạ, thế nhưng kích thước của nó so với Phượng Hoàng cũng không chút nào yếu nhượng. Dưới sự áp bức mãnh liệt của Phượng Hoàng, con huyết ô này vẫn có thể mặt đối mặt, không chút nào sợ hãi. Dù Phượng Hoàng đứng thứ hai trong cửu đại hung thú, nhưng nó cũng không dám xem nhẹ cuộc chiến với huyết ô, nếu không nhờ hiểu rõ năng lực của nó, Phượng Hoàng chắc chắn sẽ phải chịu không ít đau đớn. May mắn thay, Phượng Hoàng đã nắm bắt được toàn bộ năng lực của huyết ô, dù vậy nó cũng không thể phủ nhận rằng sinh vật này quả thực là vô cùng quái dị. Lúc này, vẻ mặt của mẫu thể huyết nhai trở nên vô cùng hung tợn, đôi mắt đỏ ngầu máu, cái miệng quạ lởm chởm những chiếc răng nanh sắc nhọn, toàn thân nó được bao phủ bởi một luồng linh lực hắc ám đầy đáng sợ.